Không có, hết gạo rồi. Gạo đựng trong cái thùng đó hay là thùng kia? Bao. À, không có gạo luôn cả nhà. Không có gạo luôn. Có một nải chuối thôi. Dự trữ chuối ăn thay cơm hả? Dạ. Hết cơm thì ăn chuối. Ăn chuối. Ồ, khổ vậy đó hả? Chính ăn. Mến chào cả nhà thân thương, hiện tại thì đôi chân lang thang đang có mặt tại một cái con đường thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Thì ở trên xe của đôi chân lang thang là những cái món quà tình thương, có mì tôm nè, có gạo nè, có đèn năng lượng nè, rồi có thịt heo nè, có cá khô nè. Đôi chân lang thang đang trên đường đi lên trên núi để tìm kiếm những hoàn cảnh bà con nghèo, người đồng bào miền núi cả nhà. Thì bất chợt gặp một cái hình ảnh của một người cô, người đồng bào rất lay, gùi một cái gùi củi, nhìn hình ảnh rất là thương luôn. Đôi chân lang thang lại kêu cô nén lại để mình hỏi thăm trò chuyện để xem cuộc sống của cô như thế nào, để đặng mình giúp đỡ cho cô cả nhà. Là cả nhà đi theo đôi chân lang thang nha. Cô đang ngồi ở trên đây nè. Con đường này là dẫn lên huyện Bắc Ái nha cả nhà. Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Đây cả nhà, hình ảnh bà con người đồng bào miền núi. Đôi chân lang thang sẽ chia sẻ thực tế luôn nha cả nhà. Cô, cô đứng dậy cho con nhờ chút xíu được không? Rồi cô quay mặt qua đây nè. Quay qua đây. Đây. Người đồng bào miền núi. Quay gần vô nè, nhìn cái khuôn mặt của cô nè. Bệnh. Cô bệnh gì cô? Ừ. Bệnh gì? Bệnh ớn. Bệnh thận hả cô? Ừ. Bệnh thận. Trời ơi, nhìn hình ảnh của cô ốm tem tông rồi cả nhà, mà cái cặp mắt của cô bị lồi ra luôn. Cô có thể là dán cái này lên chút xíu giùm con được không? Đây nè, cho con nhờ cái nha. Nè cái nhà mình nhìn nè. Tóc thì bạc hết trơn rồi, cặp mắt thì bị lồi lồi ra luôn cả nhà. Cô bị bệnh thận. Cô vác cái gùi củi này đi đâu vậy? Đi chặt củi. Đi chặt củi. Bán ở đâu? Bán ở kia. Bán ở dưới chỗ đây. Một bó như thế này thì bán bao nhiêu? 10.000. 10.000 cả nhà. Cô đeo cho con cái này nha, để cô cháu mình trò chuyện nha. Rồi cô nói lớn lên giùm con nha. Đây cả nhà, một bó củi như thế này nè. Đôi chân lang thang vác trên vai mình độ tầm cỡ là 7 ký hơn. Cô chặt củi này lâu chưa? Anh hồi sáng đi lúc mấy giờ cô? Sáng. Hồi sáng cô đi chặt củi lúc mấy giờ? Sáng. Không biết. Không biết giờ. Hiện tại bây giờ là 9:30. Cả nhà nhìn hình ảnh thấy thương không? Đồ đạc nè, cô chân tay nè. Đen thui đen thích. Ủa cái tay cô bị sao vậy? Bị cái gì đây? Tay chặt bò. Chặt củi rồi chặt trúng tay hả cô? Ừ. Đây là quay cái tay của cô cho cả nhà mình xem là thấy thương không? Bị sưng lên một cục nè. Chắc bị lâu năm rồi nó mới sưng nó chai vậy nè. Đây hình ảnh ba con người đồng bào rất lay cả nhà. Đi chặn bò ôm con. Hoàn cảnh này được trên đây thang giúp đỡ rồi. Ôm con đi chặn bò hả? Ăn cơm chưa? Hả? Ăn cơm chưa? Mất cơm rồi. Mất cho. Cái hoàn cảnh của chị này là giúp đỡ 2-3 lần rồi cả nhà. Mẹ mưa này một sao đi này kìm con đi học tổ. Nói gì không hiểu hết trơn à? Đó, học tổ rộng mẹ. À, mua nước đá về uống hả? Dạ, bà tổ. Dạ, bà tổ chú vậy mẹ hay giờ. Hiểu chết điền luôn á. Dạ, tôi chạy nước cơm tôi nghe nè. Cả nhà thông cảm, thầy chạy đi đi. Rồi giúp đỡ rồi. Rồi hôm nay giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Trời ơi. Đi đây. Nhà ở trên núi hả? Ờ, nè. Dạ. Ốc bún nè. Dạ. Nước lè cái chú yếu ạ. Dạ. Ờ, chị đi chặn bò thuê cho người ta cả nhà. Đi đi lẹ lẹ đứa bò nó đi mất. Chị là bị tâm thần cả nhà. Lúc hiểu lúc không.
ba bốn đứa con luôn mà không biết, không biết cha là ai hết. Nhà cô ở đâu? Ở trên núi đây. Cô có gia đình không? Lập gia đình chưa? Có chồng không? Không. Có con không? Có anh chị em gì không? Có anh chị em gì không cô? Không có luôn hả? Sống một mình. Củi này bán 10 ngàn một bó. Để mua gạo. Mua gạo à. Cô ăn sáng chưa? Ăn sáng chưa? Không. Vui ăn luôn hả? Cô ơi, cho con hỏi cái vấn đề này chút xíu rồi cô. Hoàn cảnh cô này cũng giúp rồi nè. Cô qua đây cho con nhờ xíu rồi cô. Đây cả nhà hình ảnh bà con người đồng bào miền núi nè. Thôi để con phụ. Trời, chỗ viên bó cỏ vậy đó hả? Lấy cỏ này về cho bò hả cô? Cho bò chứ. Dạ, cô qua đây cho con nhờ xíu nha. Cô biết con không? Không biết. Rồi, giúp đỡ cho cô rồi mà cô không biết. Chắc lâu quá không nhớ hay sao á. Coi chừng ngã, coi chừng ngã. Rồi, đỡ con quá nha. Bắt ăn. À, có thể là nhờ cái cô này xem hỏi thăm về con hoàn cảnh của cô này. Tại vì cô này nói chuyện không có rõ ràng, không nghe, không có kịp cả nha. Nhưng cô đâu hả? Sao đi cà nhắc rồi? Ở đây. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ chứ. Có gì đâu mắc cỡ. Hai người phụ nữ đồng bào Đắk Lây cả nhà. Cô được nhiêu tuổi rồi cô? Không biết đâu, sinh đề năm 72. Sinh năm 72? Dạ. Ồ. Cô chở cỏ bò nhà có nhiều bò không? Không, có một con thôi. Một con thôi hả? Dạ. À, cho con hỏi về cái hoàn cảnh của cô này đi. Cô ở đâu cô biết không? Ở Đồng Thông. Ở Đồng Thông? Dạ. Nhà ở Đồng Thông hả? Dạ. Có chồng không? Không. Có con không? Không. Có anh chị em gì không? Chị em thì có, chồng thì không có. À, không ai nuôi sao mà đi chặt củi vậy? Biết gì? Củi này bán 10 ngàn bó ở dưới chỗ đây hả cô? Dạ. Cả nhà hình dung về cái hình ảnh bà con nghèo miền núi nè, ăn mặc nè, rồi nhìn hình hài nè. Ôi cái cổ của cô phải nói đen thui hết trơn luôn, ai cũng đen hết. Đen chứ, dân tộc mình đen chứ. Cô không nhớ con hả? Không nhớ. Con giúp đỡ cho cô một lần rồi đúng không? Chị chứ. Chị cô hay là cô? Chị cô. Sao hai chị em mà giống nhau vậy? Biết gì. Nhà cô cũng ở Đồng Thông luôn hả? Dạ. Con gần nhau mà. Ờ. Mà bây giờ làm vậy là con đi ngang qua đây thì con gặp cái hoàn cảnh của cái cô này nè, con thấy con thương. Thấy gùi một cái gùi củi nè, nhưng mà 7-8 kg trên vai á cả nhà, mà gùi đi bán 10 ngàn bó. Rồi cô chặt cái này đi bán rồi còn đi chặt nữa không? Ừ. Là về nhà luôn. Hôm nay ăn món gì? Hôm nay nhà cô ăn món gì? Khoai. Ăn khoai hả? Ừ. Khoai gì cô? Khoai mì. Wow, ăn khoai mì cả nhà. Khoai mì nhà chồng hay là mình đi mua? Thấy có chồng rồi. Không có chồng mà. Không, ý nói là khoai mì nhà chồng hay là mình đi mua hay là xin người ta? Chồng chứ. Nhà chồng. Ừ. Nhà chồng khoai nhiều không cô? Ừ. Cô bị bệnh hả cô? Cô. Cô có thân với người nào? Thằng Xín. Tên Xín. Tên Thằng Xín. Ừ. Là cô ở gần nhà hay là ở chung làng thôi? Chung làng chứ, không có gần nhà. Hoàn cảnh cô này sao, khổ không? Không biết nhà người. Không biết hả? Dạ. Không có ai nuôi hả? Không. Cô này nè. Có chị em chứ. Có chị em mà chị em có nuôi không? Không biết gì. Chắc không quá. Cô được nhiêu tuổi rồi cô nhớ không? Không biết. Không biết tuổi cả nhà. Đa phần bà con người đồng bào ở trên đây là không có ai biết tuổi cả. Có người thì nhớ năm sinh, thì cũng có người cũng nhớ tuổi nhưng mà ít lắm cả nhà. Nhà còn gạo không cô? Ừ. Nhà cô còn gạo không? Hết luôn hả? Ừ. Ăn khoai thôi. Ăn hả? Khoai. Cô chia sẻ là nhà cô ở trên đây đúng không? Ừ. Một tí nữa cô dắt con lên nhà cô được không? Ừ. Được không? Ừ.
Cô đi chặt củi cô không có vợ nước theo hả? Ừ. Không có vợ cơm theo. Không có. Ăn khoai. Ừ. Đây cả nhà mình đã nghe và đã thấy hình ảnh bà con mà nghe bà con chia sẻ là ăn khoai trừ cơm. Ừ. Sao không vợ nước theo uống? rồi khát nước thì phải làm sao? Thôi đi ăn cơm. Hả? Nó không biết nói đâu. Không biết nói. Ừ. Thấy thương chưa? Rồi bây giờ vậy. Rồi cô đứng dậy giùm con đi. Rồi hôm nay là con lên trên đây thì có mang vác những cái phần quà. Thì con tặng cho cô một phần nha. Để cho cô có cái mà dùng ha. Ừ. Nhà cô còn gạo không? Không. Mình đau bụng miết mà mới đi mua mà bữa nay thì đau miết uống thuốc thì dăm mình thì chăn bò mình bên miết mà. Miết hả? Dạ. Rồi ông xã đâu? Ông xã đi làm. Đi làm hả? Dạ. Ông xã làm nghề gì cô? Đi làm mướn. Làm mướn? Dạ. Làm mướn cho người Kinh hả? Dạ. Làm ngày được nhiêu tiền? Không biết đâu, ngày 150. Ngày 150 rồi có đủ nuôi gia đình không? Không. Không đủ hả? Không đủ. Rồi cô ngồi cái việc mà mình cắt cỏ cho bò, mình chặn bò rồi còn làm công việc khác không? Mình không có làm được. Cứ chồng đi làm, chồng đem tiền thì mình ăn chứ. Dạ. Thì cô có mấy người con? Hai đứa. Hai người con lớn chưa cô nhỉ? Lớn rồi, có chồng, có con, có cháu rồi. Mình con chưa? Có con, có cháu rồi. Mình... Bao nhiêu tuổi con đầu á? Con đầu sinh 72. Trời ơi, nói vậy hả? Dạ. Yeah. Con đầu của cô là sinh năm 1972? Sinh năm 1972, sinh 72. Còn cô sinh năm bao nhiêu? Năm 72. Con thì 72. Ủa sao ngộ kỳ vậy? Cô là sinh năm 1972. Ừ. Và con của cô cũng sinh năm 1972. Phải năm sinh 72. Con 72. Cái này khó hiểu quá cả. Mình thì năm 72. Con là sinh năm 72. Mẹ mình, thì sinh năm 1972. Mình là năm 72. Con thì 72. 92 hay 92? 92 mình nói 72 nãy giờ thì cái chứ. Mình bình chứ. Làm hại hết cả não. Cả nhà. Cô nói cái này thì nhìn nghe cũng dễ thương cả nhà. Nghe cũng hài hước. Mình không biết nói. Không biết nói. Áo cô gài đâm hết áo rồi này. Có áo. Đuông đi đâu mà gài đâm hết áo vậy cô? Đi chắc con. Cỏ này là cỏ phi tiêu nè, dễ bị đâm áo lắm cả nhà. Rồi bây giờ con sẽ tặng quà cho cô nha. Cho cô nha. Rồi chịu khó đứng đây giùm cô xíu nha. Bạn ơi, lấy cho mình một phần quà đi bạn. Rồi phần quà hôm nay là gồm có là 20 kg gạo nè, với lại 1 kg cái cơm khô nè, với lại 1 kg cá hú khô, với lại là dầu ăn, mắm, nước tương, mì tôm, hạt nêm, đường, nước rửa chén. Phần quà hôm nay có giá trị là 800.000. Phần quà 800.000 con gửi tặng cho cô nha. Còn cô này một chút xíu nữa là con sẽ đi theo cô để xem cô bán củi ở đâu nha. Rồi đây tặng cho cô. Ở trong đây là có 1 kg cái cơm khô, để con lấy ra cho cô xem nha. Rồi lấy ra. Đây là cá hú. Rồi cá hú là 1 kg nha, để dành ăn. Còn đây là cá cơm khô. Mình ăn không hết thì mình phơi nha, nếu mà để lâu cho cô nha. Thôi cô đừng có dạ con là mệt lắm á. Tổn thọ con chết. Đây tặng cho cô nha, nặng lắm, bưng nổi không? Cảm ơn con. Ui, rồi sao chở? Sao chở về? Để xuống. Để xuống mà. Rồi để đây hả? Rồi sao chở về? Rồi chở cỏ sao? Chở gạo về cô? Chở gạo trước. Chở gạo trước hả? Dạ.
Dạ đúng rồi, chở gạo về trước xong mình đỡ cỏ đây. Ừ. Xong tí nữa là mình xuống mình chở cỏ, chứ mà chở cỏ về trước đỡ đây người ta lấy mất. Dạ. Rồi tháo xuống. À, phụ cô tháo xuống này cả nhà. Rồi bỏ xuống. Mình điếng cho con mình. Xài điện thoại luôn hả? Dữ ta. Điện thoại đẹp dữ ta. Đâu 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 cho con mượn cái điện thoại xem thử đẹp không. Wow. Nhà có bò có khác ha. Nhà có bò có điện thoại cả nhà. Thôi cô bắp. Điện cho con xuống chở giùm hả? Dạ. Nhà cô là tự xây hay là nhà nước trao tặng? Nhà nước tặng. Nhà nước tặng là 134 hả? Dạ. Bữa nay thì nó cắt rồi mà. Con cái có ở chung không? Ừ. Không ở chung hả? Biết xài điện thoại mà không biết tuổi của mình. Để xem cô gọi cô nói với con làm sao. Nè. Gọi gọi điện gọi mà này. Mẹ tụ mẹ bị ở. Mẹ đâu coi nó. Ờ ta chu pơ ôm gym nè sợ. Ra tặng đồ cả mẹ này. Ơi. Đợi nha. Cô có xuống không cô? Xuống. Xuống hả? À, cô ở trong làng là nói tiếng Kinh Rành nè, biết xài điện thoại nè, tính ra là cô cũng đẳng cấp á, cũng là hơn những người ở trên núi hả cô à. Mình không biết nói nữa. À, cô vui không? Còn tặng quà cho cô vui không? Vui chứ. Mừng không? Mừng. Rồi trong cô trong túi có tiền không? Còn tiền không? Không. Không có ngàn nào hết hả? Không. 3, 4, 6, 1, con gọi lại, con gọi lại. 2, 7, 1. Lô. Tập ra mẹ đang tập ở gym. Tập ở bên gym nè. Bỏ một cơm nha hả? Thôi. Cả nhà, gặp nhau cũng là một cái duyên cả nhà. Thì hoàn cảnh nào khổ nhiều thì mình giúp nhiều cả nhà, hoàn cảnh nào khổ ít thì mình giúp ít. Rồi con tặng cho cô 500 ngàn nha, để cho cô mua cá mua thịt ăn nha. Ở nhà thì mẹ không mà mình cũng biết mà. Sao cô nói sao? Ở nhà thì khổ chứ, mình nuôi mẹ, mẹ điện mà mới hồi mình nhỏ chứ. Mình cục ở nhà biết mà mình nuôi mẹ. Dạ, mẹ của cô bị bệnh hả? Dạ. Bệnh gì cô? Bệnh điền, bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần? Dạ. Cột ở nhà hả? Dạ, cột miết mà. Sao lại cột ở nhà? Cột mẹ, thả mẹ thì mẹ đi lung tung mà. Mẹ của cô quậy lắm hả? Dạ. Thả lắm hả? Thả lắm. Mẹ của cô thì cá to thì bia. Dạ, cá to thì bi. Dạ. Bi. Nia thì chị của mình. Dạ. Rồi con tặng cho mẹ của cô 500 ngàn nha, mua. Dạ. Sữa cho bà uống. Dạ, dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi tặng cho cô thêm 500 ngàn nha. Cô 500 là mẹ của cô 500 nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ, mua sữa cho bà nha. Dạ. Dạ, cái này là con tặng nha, tặng riêng cho bà nha. Dạ. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi tặng cho cô thêm một ký thịt heo nè, con có mua thịt heo theo nè. Gặp nhau cũng là một cái duyên cả nhà. Trên rừng trên núi như thế này thì gặp nhau mà mình đứng mà trò chuyện với nhau cũng là một cái duyên ấy. Mình cũng nên là chia sẻ một chút xíu gì đó cho bà con. Bạn ơi, cho một ký thịt heo. Đó, nhà cô hôm nay là tính ăn món gì con? Có cái gì mà ăn. Thường thường ăn, là hàng ngày là mình ăn món gì? Ăn lá sô đô, ăn khoai. Không có cái gì mà ăn. Giờ có tiền thì mua gạo, không có tiền thì ăn khoai, ăn lá sô đô. Dạ. Nghe qua thì cũng thương. Dạ.
Rồi tặng cho cô một ký thịt để giờ cô nấu cô ăn nha. Dạ. Bao nhiêu lâu rồi chưa được ăn thịt heo con? Không. Mấy tháng rồi? 2 tháng. 2 tháng rồi hả? Giờ có tiền thì mua chứ không có tiền thì ăn lá sữa đồ ăn khỏe không mà. Dạ. Rồi ráng cố gắng nha cô ha. Rồi dạ. Tặng cho cô nha, chúc dạ. cô thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn cảm cô. Ơn con nhiều lắm. Dạ. Thì hôm nay là phần quà của cô là 800 ngàn với 1 ký thịt heo là 900 ngàn, 900 ngàn với lại 1 triệu là 1 triệu 9. Dạ. À, cả nhà chút xíu nữa đi chơi lên thang sẽ đi theo cái cô này để cô bán củi đâu và tìm lên nhà xem cái hoàn cảnh của cô như thế nào. Thì đưa chân lên lang thang sẽ cộng cái số tiền này vào trong cái quỹ của khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh của cô này nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi cảm ơn cô đã chia sẻ cái hoàn cảnh của mình ha. Dạ, dạ con chào cô nha. Dạ, bây giờ cô bán củi ở đâu? Rồi bây giờ cô xuống đó cô bán củi là con đi theo cô nha. Tí nữa cô dắt con về nhà nha. Dạ. Rồi ok cô. Dạ đi cô. Con đi theo cô nha. Phải nói khi mà nhìn hình ảnh của bà con miền núi mà gùi cái gùi củi như thế này phải nói rất là thương luôn cả nhà. Rồi chứ. Đi theo cô thử xem thử cuộc sống của bà con người đồng bào miền núi là hàng ngày họ đi chặt củi họ bán như thế nào, bán cho ai, bán cho người Kinh hay là người đồng bào. Nặng không cô? Nặng. Nặng hả? Ừ. Một ngày vậy gùi được mấy gùi củi vậy như vậy á cô? 2 gùi. Mấy gùi? 2 gùi. 2 gùi hả? Ừ. Cô ơi cô. Qua đây qua đây qua đây. Cô khát nước không? Không khát hả? Ừ. Hồi sáng giờ uống nước chưa? Không. Đây con tặng cho cô cái này nè. Tặng cho cô cái này để cô uống nha. Ăn cho cô ly nước cam cả nhà. Mua đem theo để uống á cả nhà. Nhưng mà thấy cô thương quá là tặng luôn. Cô uống. Tí nữa mình lên trên kia mình mua nước lọc mình uống cũng được cả nhà. Cả nhà thấy thương hình ảnh của cô không cả nhà? Chút xíu nữa là cô bán củi xong là con chở cô về nhà luôn nha. Ừ. Nhà cô đi xe máy lên được không? Dạ. Đi lên xe máy lên tới nhà cô được không? Được. Được luôn hả? Ừ. Sao? Cô thì không có rành tiếng Kinh nữa nha. Cô chắc vô nhà này bán củi ra nhà. Nhà đây hình như là nhà người Kinh. Đưa chân lên thang sẽ không vào nhà cả nhà, tại vì nhà là cá nhân của họ, mình không có dám vào cả nhà, vào sợ họ ngại, mình ghi hình đó cả nhà. Đưa chân lên thang cũng muốn chia sẻ tận cảnh thật tình cho cả nhà mình xem. Cô bán củi ra rồi cả nhà mình. Bán xong rồi hả cô? Được nhiêu tiền? Được 10 ngàn hả?
Rồi bây giờ con hỗ trợ cô là chở cô về nhà nha. Dạ. Dạ. Rồi Đưa Chân Lên Thang sẽ nhờ người bạn đồng hành chở cô, rồi Đưa Chân Lên Thang sẽ mời cả nhà mình theo chân của cô và Đưa Chân Lên Thang lên trên nhà cô để xem cuộc sống của cô như thế nào nha cả nhà. Mong cả nhà hãy theo dõi hết tập video này nha. Dạ. Con đường này dẫn xuyên qua núi nha cả nhà. Con đường này là dẫn lên trên một cái ngôi làng, trên một cái huyện rất là lớn của tỉnh Ninh Thuận mình. Thì bà con người đồng bào thì được ưu tiên cả nhà, nên là những con đường của bà con là rất là sạch sẽ và rất là rộng rãi. Cô này cũng mới cho quà, vẫn còn ngồi đây cả nhà, đang đợi con xuống. Video thì hơi dài chút xíu nha cả nhà, chịu khó xem hết video nha cả nhà, để xem cái kết khi mà về nhà cô á, cái kết có đẹp hay không nha cả nhà mình nha. Ngày nào đi chân lên thang cũng lang thang qua cái tuyến đường này hết cả nhà mình ơi. Con đường này là đôi chân lên thang đi ngày bữa luôn. Đôi chân lên thang sẽ cắt bớt nha cả nhà, tại vì dài quá, cái đoạn đường nó xa quá. Tới nhà cô rồi cả nhà mình. Ở trên đây không biết cái nguồn nước họ sinh hoạt như thế nào. Tôi chỉ đang thấy xuồng chén bát nè, mà treo đây rất là nhiều nè. Có một cái thùng lớn là đường nước đó. Mà sao không thấy đường nước, chắc chờ tháng mưa. Tháng mưa mới có nước đứng. Thấy cô về nè cái này. Đây là nhà cô hả cô? Cô sống ở đây với ai? Hả? Cô sống ở đây với ai? Sống một mình hả? Dạ. Cô sống ở đây được lâu chưa cô? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. 30 năm rồi. Rồi trước 30 năm kia cô sống ở đâu? Hả? À, vậy rồi. Ở trên đây? Dạ. Ở trên núi cao? Ừ. Mình mới chuyển xuống dưới đây là được 30 năm thôi. Ừ. Tại vì cô không có nhớ tuổi của cô ở cả nhà, nên là cô cũng không rành tiếng Kinh nữa, nên là Đưa Chân Lên Thang hỏi rồi chịu khó phiên dịch cho cả nhà mình hiểu thêm. Cô đói bụng hả? Dạ. Cô ăn cái gì vậy? Ăn canh. Canh gì đó cô? Canh mít. Canh mít. Khoai. Mì. Chuối. Canh mít với lại khoai mì với lại chuối là mình trộn chung mình nấu luôn hả cô? Dạ. Ui thấy thương vậy. Đây cả nhà. Cô cho con xin phép nha. Dạ. Canh mít trộn chung với khoai mì với lại chuối. Ôi, cô đi chặt củi vô, cô đói bụng, cô giờ cô bó luôn cả nhà. Cô ăn đi, cô ăn đi. Cô đói bụng hả? Dạ. Cô ăn đi, đừng ngại, đừng ngại con. Ăn, ăn rồi. Cô ăn đi. Ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ. Còn số này số gì cô? Cơm. À cơm trắng hả? Dạ. Wow thấy thương vậy. Gạo hẳn. Nhà còn gạo không cô? Dạ. Hết gạo rồi hả? Có tiền không? Không có tiền. Nên chắc quý. Nên gạo ăn. Chặt củi đổ gạo ăn. Dạ. Nãy là bán củi được 10.000. Dạ. Là không đủ mua 1 ký gạo. Dạ. Chỉ đủ mua nửa ký thôi. Dạ. Sao thấy thương dữ vậy? Sống ở đây một mình. Dạ. Cô ngủ chỗ nào? Dạ. Cô dắt con qua cái chỗ ngủ của cô đi.
Dạ. Ê, cô dắt con đi xem thử cái chỗ ngủ của cô như thế nào. Ở đây tôi chỉ là thang có thấy ba cái ngôi nhà cả nhà. Một ngôi nhà phía bên kia. Và một ngôi nhà này và một ngôi nhà bên này. Cô thì không rành tiếng Kinh lắm cả nhà. Wow, cái cửa cô đây hả? Dạ. Khi nào mình đi là mình nhắc cái cửa mình đóng lại. Dạ. Con ra là... Ủa cô ngủ giỏng mà không có giường hả? Dạ. Cái ngôi nhà này mới cất lên hả cô? Dạ. Tại vì con thấy những cái cây tre nó còn mới á. Quanh năm suốt tháng là ngủ giỏng. Dạ. Là bên trong nhà là không có gì gọi là giá trị luôn cả nhà. Con có ăn, con gạo. Con gạo không? Không. Đâu con mở thùng ra thử con coi thử còn gạo không? Đây tặng, anh tặng. Không biết nè. Không có hết gạo rồi. Gạo đựng trong cái thùng đó hay là thùng kia? Bao. À, không có gạo luôn cả nhà. Không có gạo luôn. Có một nải chuối thôi. Dự trữ chuối ăn thay cơm hả? Dạ. Hết cơm thì ăn chuối. Ăn chuối. Ồ, khổ vậy đó hả? Tính ăn. Trong ngôi nhà của cô thì được trên lên thang thấy á, cái vách nhà của cô là làm bằng tre. Cái ngôi nhà này có thể là cô mới làm đây thôi. Dạ. Nhìn vẫn còn mới. Nhưng mà được trên lên thang thấy là cô cắt những cái áo mà bỏ đi á, dạ. Cô may lại, cô làm một cái tấm màn để cô che cái vách nhà của cô. Dạ. Khi mà tháng mưa xuống á là nước sẽ tạt vào. Nước mưa đó cô. Dạ. Tạt vào rồi sao mình ngủ? Dạ. Mưa tạt vào thì sẽ ướt những cái tấm màn. Phải nói cuộc sống mà con như này rất là khó khăn luôn cả nhà mình. Nhưng mà cô ở rất là sạch sẽ nha cả nhà. Tuy rằng cái nền nó bằng đất nhưng mà cô quét rất là sạch luôn. Rồi thấy cô ngủ giỏng thấy thương cả nhà. Nếu mà ngủ giỏng mấy chục năm trời thì phải nói rất là thương luôn á. Mà nhìn hình ảnh của cô này cả nhà. Cái đôi mắt của cô á bị nhôi ra rồi. Dạ. Hình ảnh cô thì phải nói rất là thương luôn. Vừa ốm mà vừa đen nữa mà ăn mặc nè. Cái bàn tay nè. Đen thui đen thích. Cô dắt con qua cái nhà bếp của cô đi. Hả? Dắt con qua cái nhà bếp á, mà chủ cô nấu ăn á. Con tham quan chút xíu. Yeah. Dạ. Đi cô. Bên kia thấy có một ngôi nhà chắc của người đồng bào làng xóm với cô. Đây là cái nhà bếp của cô nè cả nhà. Đơn giản, đơn sơ và giản dị. Rồi cái ngôi nhà bên đây là của ai vậy cô? Hả? Ngôi nhà bên đây nè. Biết. Của hàng xóm hả? Kia. Hàng xóm ở bên đó. Dạ. Cô dắt con xuống cái suối xem cái nguồn nước được không con? Không. Cô lấy nước ở đâu? Nước ở nhà. Ở dưới suối? Dạ. Cô dắt con xuống đó đi. Dạ. Đi con. Để xem cái nguồn nước của bà con ở trên đây họ sinh hoạt á cả nhà. Nấu ăn nấu uống rồi tắm rửa rồi. Ở chỗ nào? Cái nguồn nước có sạch hay không? Đi xuống ngõ đây nè cả nhà mình. Đôi chân lên thang thấy có lông chim rất là nhiều. Lông chim chứ không phải là lông vịt, chắc có lẽ là họ bẫy cái con chim, con cò gì đó họ dời họ nhổ lông rồi họ nướng họ ăn á cả nhà. Đồ đạc là họ treo đây rất là nhiều nè. Treo lên trên cái cây điều nè. Nhìn rất là lạ lắm cả nhà. Để xem cái nguồn nước của bà con trên đây họ lấy, họ sinh hoạt có sạch hay không. Cô lấy nước ở đây đó hả cô? Dạ. Quanh năm suốt tháng là mình dùng nước này. Mình lấy nước mình có nấu uống không cô? Nước uống đi. Để vậy uống không có nấu hả? Mình tắm ở đây luôn. Ừ. Giặt đồ ở đây luôn. Dạ. Con có mưa. Chờ mưa hả cô? Mưa lại những con kia. Dạ, mưa là nước ở trên đầu suối kia chảy xuống. Dạ. Phải nói tháng này bà con khó khăn về nguồn nước luôn cả nhà mình. Để xem cái nguồn nước có sạch hay không. Đây cả nhà mình thấy là cái nguồn nước là
những chiếc lá rớt xuống là đóng rong rất là nhiều luôn. Rồi những con lằn nè, con chuồn chuồn nè, rồi con muỗi nè. Đó cả nhà mình xem. Không có vệ sinh cả nhà. Uống nước này là dễ bị bệnh sốt rét lắm cả nhà mình ơi. Trong cái hốc đá đó phải nói lăng quăng bò rất là nhiều. Tắm rửa ở đây luôn, cái nhà giặt giũ ở đây nè, họ trồng những cái cây ớt nè. Có những cái cây hẹ nè cả nhà, họ trồng cây hẹ nè, rất là tốt luôn. Có mình chảy đánh răng nữa nè. Chắc có lẽ là sáng họ xuống đây họ rửa mặt đánh răng ở đây, chiều họ đi làm về là họ tắm ở đây. Có bàn chải nè. Chắc họ ngồi chỗ đây họ giặt đồ nè cả nhà. Có những cái bó tre họ chặt về là họ ngâm nước nè, để họ lấy cái đồ dẻo họ đang gùi cả nhà. Wow, phía bên kia thấy có cây sung rất là to luôn cả nhà. Nguồn nước ở trên đây sao thấy bà con khổ cả nhà. Bà con khó khăn quá. Ở trên đây thấy có trồng cây thuốc lá nè cả nhà. Họ trồng cây thuốc này để họ hái họ hút nè. Ly đây có lẽ là ly xà bông giặt đồ nè cả nhà. Chân lên thang quay cận cảnh cho cả nhà mình xem để cả nhà mình hiểu thêm về cuộc sống của con người đồng bào rất lây miền núi. Kế bên nhà cô thì đôi chân lên thang thấy có một cái ngôi nhà nhưng mà đỡ đồ rất là nhiều luôn, mà không có ai ở nhà cả nhà, cũng nằm trong cái khu đất nhà cô luôn, nhưng mà cô không có nói chuyện được, có tiếng rành và tiếng không cả nhà, không có rành và tiếng kinh. Còn cái nồi cơm điện này thì hư rồi cả nhà. Họ trồng rau răm cả nhà ơi, trồng rau răm trên cái thau nè. Phía trên đây là núi đồi nè cả nhà. Đầu trên kia cũng có ngôi nhà ở nữa. Đồ đạc treo rất là bừa bộn luôn. Để xem chỗ ngủ của họ như thế nào. Trên lên thang thấy nè, có mền chiếu nè, có đèn pin nè, có mùng nè, có đồng hồ luôn cả nhà. Phía bên là có một cái cục đá rất là to luôn. Mình đang thấy có hai cái lỗi mung này cả nhà. Cả nhà có biết cây mung không? Đây là cái lỗi của cây mung đó cả nhà. Rất là đẹp luôn. Phía bên đây thì có một ngôi nhà của người đồng bào đang sinh sống phía bên kia nè. Được chân lên thang sẽ qua đó tìm hiểu nha cả nhà. Chân lên thấy nhà cô là không có bò, có dê gì hết. Thì cô đang cho heo ăn nè cả nhà. Hình như là tài sản của cô là có ba con heo thôi. Tài sản là có ba con heo này đó hả cô? Dạ. Cô sống một mình không thấy ai hết cả. Ba con heo của cô dễ thương quá ha. Dạ. Cô nuôi lâu chưa? Chưa. Nuôi mấy tháng rồi? 4 tháng. 4 tháng rồi mà có chút xíu vậy đó hả? Heo cho ăn thân cây chuối hả cô? Dạ. Đa phần heo của bà con đồng bào miền núi thì cho ăn chuối cả nhà. Chuối mà cô bầm diễn ra luôn á, bầm nhỏ ra như là cháo luôn á cả nhà. Khổ quá. Dạ. Hết gạo ăn rồi. Dạ. Thấy ăn cô chuối, ăn canh, canh mít với lại canh chuối với lại phay mì mà bỏ chung để trộn để nấu ăn cả nhà. Thấy thương quá. Cái môi trường của bà con người đồng bào rất là sinh sống ở trên đây thì phải nói rất là khó khăn nè, khó về nguồn nước nè, khó về cái ánh sáng nè, và khó về cái tiếng đi nữa. Hàng ngày là phải thấy đi chặt củi ra hả cô? Dạ. Ngày nào cũng đi hết. Một ngày chặt trung bình là được 2 bó. 2 bó. Ngôi nhà bên kia là bà con ở cái bên hả? Dạ. Hàng xóm hả? Dạ. Họ đi núi rồi hả? Dạ. Rồi bây giờ là con tặng quà cho cô nha. Dạ. Cô thì không rành tiếng kinh cả nhà, đôi chân lên thang phải chịu khó phiên dịch cho cả nhà mình hiểu nha. Thấy cô ăn thấy tội quá.
uống nước bằng cái bình này nè cả nhà, coi như em bé vậy á. Thấy thương không? Nước đây là nó lấy dưới suối á, này cái nguồn nước là đưa cho Liên Thang quay cho cả nhà mình xem á, là không có sạch nha cả nhà, cũng không nấu lại luôn. Cô uống nước á là cô phải nấu nha. Dạ. Chịu khó nấu, uống nó mới tốt, không khéo là sanh bệnh trong người nha cô nha. Dạ. Trời, thấy một nồi xôn chuối nè cả nhà, thấy thương chưa, ăn vậy sao có sức. Nhà còn đúng gói mì tôm này cả nhà. Cô uống nước đi con, uống nước đi, ngon không? Nước này nước cam á. Dạ. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi cô không được uống nước này cả nhà. Trời ơi, hay uống cái bình nước thấy thương quá cả nhà mình ơi. Rồi con sẽ tặng quà cho cô nha. Dạ. Cô ăn đi, đói thì ăn đi con. Ăn. Hôm nay được trên Lương Thang chở được hai phần quà cả nhà, mà hồi nãy tặng cho cô kia một phần rồi. Chắc có lẽ là hôm nay đi thăm được có ha một hoàn cảnh của cô thôi. Mình đi xa như thế này thì chở được có hai phần quà thôi nha cả nhà. Tặng cho cô một thùng mì tôm nha. Dạ. Một thùng mì tôm để dành mình dùng. Dạ. Mình có thể là nấu mì tôm để dạ, mình thay thế cho canh. Dạ. Mình ăn cơm. Dạ. Tặng cho cô là một ký cá hố khô. Dạ. Cá này là cá hố không có mặn. Dạ. Là cô chiên, chiên hoặc là nấu canh chua nha. Dạ. Bà cô rất là cần cá khô nha cả nhà, một ký cá hố khô nè, rất là nhiều luôn. Một mình cô nếu mà sử dụng ăn cái này á, là phải mất cả tháng mới hết. 80.000 một ký. Đây là một ký cá cơm. Dạ. Cá cơm này ăn ngon lắm. Mình ram ram mặn nè, rồi ram ngọt nè. Dạ. Rồi có thể là hái lá giang nấu canh chua. Dạ. Xung quanh nhà cô có mọc lá giang không? Ở dưới suối có mọc không? Không. Không có hả? Đi lên núi tìm hả? Dạ. Cô ăn không hết là cô phơi nha. Dạ. Dạ. Thôi đợi nó móc. Nhà cô còn mắm không? Còn mắm hả? Không, không. Không có. Không có. Tặng cho cô một chai mắm nha. Dạ. Nhà cô còn nước tương không? Không. Không có luôn hả? Không có. Tặng cho cô một chai nước tương nha. Dạ. Chị dâu, chị dâu đây là để sáng đi chặt củi á. Dạ. Rồi không có gì ăn là mình nấu cơm nóng lên rồi mình dạ, dầm ớt vào mình ăn cũng ngon. Dạ. Nhà cô là còn dầu ăn cái nè. Tại vì nãy lên trên Liên Thang thấy là nhà cô còn vẫn còn dầu ăn. Tặng cho cô một chai dầu ăn nha. Dạ. Rồi tặng cho cô một ký đường nha. Dạ. Ký đường cát. Dạ. Một bịch hạt nêm. Cô biết cái bịch này không? Không. Không biết. Sao cái gì cũng không biết như vậy không cô? Không có tiền. Không có tiền hả? Không có tiền bạn. Chắc quý bạn. Thương vậy. Hả? Cái này là nấu canh để nêm nha cô nha. Dạ. Cô có ăn lá đu đủ không? Không. Lá đu đủ có ăn không? Không. Không ăn. Ăn khoai thôi. Ừ, khoai. Còn có cái chuối. Có cái sữa đu. Sữa đu với chuối thôi. Ừ. Cô có ăn đu đủ nhưng mà cô không có hiểu cái này. Cái này là để nêm nha cô nha, thay thế cho bột ngọt. Dạ. Thôi cô đừng có dạ con. Cô dạ con là con tổn thọ, con tổn nghiệp con. Dạ. Ca này khó cả nha, ca này là cái chai này nó vàng vàng với là cái chai dầu ăn nè. Sợ cô không biết là cô nhầm lẫn nè. Để giải thích cho cô hiểu. Chai này là chai dầu ăn nha cô nha. Dạ. Chai này là chai nước rửa chén. Dạ. Cô có dùng chai nước rửa chén này bao giờ chưa? Không. Chưa dùng. Cái này là để rửa chén trà son. Dạ. Trà nồi. Dạ. Cho nó sạch để mình nấu cơm mình ăn cho nó vệ sinh sạch. Dạ. Sẽ. Dạ. Ăn cơm nó ngon. Cái này để riêng ra nha. Dạ. Cái này mà chiên lên là ăn như là đi ăn phủ luôn á. Dạ. Hiểu hiểu con nói không? Dạ. Dạ không rồi cả nhà. Rồi con để riêng đây cô nha. Dạ. Ở đây. Cái này không phải dầu ăn nha cô nha. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Dạ để riêng ra. Chai này là chai dầu ăn nha. Dạ.
mình thăm những cái hoàn cảnh như ca của cô thì phải giải thích cặn kẽ rõ ràng cho cô hiểu. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi cô không được ăn thịt heo cả nhà. Bao nhiêu lâu rồi cô chưa được ăn thịt heo? Mấy tháng rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi. Dạ. Ăn cho cô 1 ký thịt heo nha. Dạ. Thịt heo nè, 1 ký. Để mới chiều nay là mình kho tiêu hoặc là kho mắm nha cô nha. Dạ. Hoặc là nấu canh đu đủ nha. Dạ. Dạ không rồi cả nhà. Tí nữa con về rồi rồi cô nấu liền đi nha. Dạ. Để ương nha. Dạ. Rồi con đỡ đây cho cô nha. Nhà cô hết gạo rồi cả nhà, không có gạo đâu. Nãy vô lục thùng gạo không có một hộp gạo nào luôn. Rồi tặng cho cô là 20 ký gạo nha. Dạ. Cô có vui không? Dạ. Không vui hả? Được tặng quà mà không vui hả? Ừ. Có mừng không? Mừng. Mừng mà không vui. Có gạo ăn nè, có vui không? Dạ. Vui. Có lẽ là hàng ngày cuộc sống của cô là cô cứ đi chặt củi là cô bán thôi, rồi cô sống qua ngày lấy lóc thôi cả nhà, chứ không có tiếp xúc với ai hết, nên là cô không có hiểu rành về tiếng Kinh, cứ dạ rồi thương không à cả nhà. Không mà nói nhìn hình ảnh của cô và nói rất là thương luôn. Cô có thể là cởi cái mũ này lại ra cho cô bác cô chú xem cô được không? Tóc của cô bạc hết rồi. Cô mở ra để xem tóc có bạc không? Không chịu hả? Bắt cửa hả? Bắt cửa. Trời ơi, thấy thương chưa? Nhà cô là không có ánh sáng. Ban đêm rất là khó khăn đúng không cô? Dạ. Rồi cô xài bằng cái cây điện minh cầm tay á cả nhà. Là cô đỡ ngay cái đầu nằm luôn. Ví dụ tối như là cô đi vệ sinh á, thì cô thò tay xuống cô lấy, cô đưa cô bật lên cô đi luôn. Thì con sẽ tặng cho cô một cái đèn năng lượng. Dạ. Để hỗ trợ cho cô có cái ánh sáng để ban đêm là cô sinh hoạt, ăn cơm. Dạ. Đi ra đi vô cho khỏi vấp đá té. Dạ. Nha. Dạ. Đây là cái đèn năng lượng mặt trời. Dạ. Con sẽ hỗ trợ bắt lên cho cô. Dạ. Để hướng dẫn cho cô cái nha, nếu cô không hiểu. Con sẽ hướng dẫn cho cô xài nha. Dạ. Để cô xài để cho cô nắm bắt được là mình thao tác như thế nào. Dạ. Lại bắt trong nhà của cô ha, ngay dạ. Chỗ đầu nằm ha. Đèn đây là đèn của cô Tư ở Bình Dương. Dạ. Tặng cho bà con miền núi. Dạ. Nha. Dạ. Chưa đưa cô Tư gửi giờ 20 cái cả nha. 20 cái thì đôi chân lên thang tặng cho bà con hết rồi, còn như là còn 4 cái á, 3-4 cái gì đó. Thì cô Tư nói khi nào hết thì nhắn cho tin cho cô Tư gửi về thêm. Phải nói là cảm ơn cô Tư rất là nhiều luôn, đã đồng hành cùng với đôi chân lên thang. Cô tặng mấy chục cái rồi cả nhà. Phải nói là 5-60 cái đèn năng lượng rồi. Đợt trước thì cô cũng gửi về là 20 cái cũng tặng hết rồi cả nhà. Đợt này 20 cái nữa cũng hết. Hình như là cô gửi về 3-4 đợt rồi cả nhà mình. Tập video này hơi dài chút xíu nha cả nhà. Cả nhà chịu khó. Cả nhà xem hết video ủng hộ Đôi Chân Lang Thang nha cả nhà. Đôi Chân Lang Thang muốn chia sẻ hoàn cảnh bà con nghèo đồng bào miền núi là chia sẻ thiệt tình nè. Có sao mình nói như vậy, họ khổ như thế nào. Mình chia sẻ cái nguồn nước nè, cái thức ăn nè, cái chỗ ngủ nè, rồi gạo ăn có hay không nè, rồi quần áo mặc có hay không nè. Mà nó rất là thương người đồng bào luôn. Rồi con hướng dẫn cho cô xài nha. Dạ. Nè, đây là cái đầu mốt. Ở đây là có 2 nút, một nút trên, một nút dưới. Dạ. Dạ, ai nhắc không biết. Một nút trên, một nút dưới. Mình muốn mở thì mình nhấn cái nút trên. Chỉ vô cái đèn nhấn. Dạ. Đó, sáng cả nhà. Chỉ vô mới bấm được nha cô nha. Dạ. Nút này nè là nút tắt, nút dưới là nút tắt. Mình tắt đi. Nhìn con nè. Mở nè. Dạ. Tắt nè rồi cô bấm thử đi. Chỉ vô.
bấm nút trên, bấm nút trên, chỉ vô, chỉ vô đó, rồi bấm mở, cô mở lại đi, mở tắt tắt đi, chỉ vô, chỉ vô, chỉ vô cái đèn, chỉ vô nè, không chỉ vô đây, 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 mở lại, làm lại lần nữa nè, mở, mở ở trên đây, tắt, chỉ vô, chỉ vô, không hiểu cả nhà, chỉ vô, cô phải chỉ vô đây nè, chỉ vô cái đèn rồi tắt đây, tắt ở dưới, ở dưới, mở, mở lại coi, tắt rồi, ok. Bây giờ là hỗ trợ cho cô bắt lên nha. Dạ. Mừng không? Dạ. Mừng không? Mừng. Vui không? Dạ. Biết cảm ơn không? Dạ. Cô biết cảm ơn không? Dạ. Cảm ơn sao? Cảm ơn. Cô Tư, vỗ tay đi, vỗ tay thay lời cảm ơn. Vâng. Trời đất thương chưa. À, trước khi nhờ người bạn đồng hành bắt cái đèn năng lượng lên thì Đưa Chân Lên Thang sẽ gửi tặng cho cô một ít tiền. Thì không biết là cô có biết xài tiền hay không. Cứ mỗi ngày là cô bán được 2 bó củi thì được có 20 ngàn cả nha. Bây giờ đưa số tiền lớn quá thì một phần là sợ người ta lợi dụng cả nhà. Người ta xem được video, người ta biết cái hoàn cảnh của cô, những kẻ xấu mình không có bao gồm hết, nhưng mà mình ngừa thôi à, ngăn ngừa trước. Tặng tiền nhiều quá thì sợ hại cô cả nha. Tại cô sống có một mình à, mà không giúp thì không được cả nha. Hay là để Đưa Chân Lên Thang nhìn trong ngôi nhà của cô có thiếu thau chén bát gì đó, bữa sau cô chú anh chị quan tâm yêu thương có thể là bình luận góp ý, có muốn có quay lại, có nên quay trở lại hay không để mua tặng cho cô nữa hay không, thì hãy comment ở dưới cho Đưa Chân Lên Thang học hỏi nha cả nhà. Con sẽ tặng cho cô một ít tiền để cho cô để dành. Dạ. Cô có thèm thịt, thèm cá tươi á thì cô gửi người ta, hay là cô nhờ ai, hay là cô xuống làng cô mua nha. Dạ. Hay là thiếu gạo để dành mua gạo ăn. Dạ. Nha cô nha. Dạ. Thì con nói với cô như thế này á, tiền đây không phải là tiền của con, tiền đây á là của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Dạ. Chắc có lẽ là cô không hiểu, nhưng mà Đưa Chân Lên Thang cũng phải nói cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hiểu. Tiền đây là tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước ngoài, ngoài nước. Dạ. Trong nước có nghĩa là ở Việt Nam mình, ngoài nước có nghĩa là ở bên nước ngoài. Dạ. Con chỉ là một người làm cầu nối thôi. Dạ. Thì con sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân, cô lắng nghe và cô có thể là gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm con nha. Dạ. Để cho Mạnh Thường Quân vui, Mạnh Thường Quân hài lòng nha cô nha. Dạ. Cả nha. Đưa Chân Lên Thang sẽ trích quỹ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Thì hoàn cảnh của cô thì Đưa Chân Lên Thang giúp, đáng lẽ là giúp nhiều cả nhà, nhưng mà Đưa Chân Lên Thang sợ cô không biết tiền, để Đưa Chân Lên Thang hỏi cô có biết tiền hay không rồi mình mới tính được. Cô có biết tờ này không? Không. Không biết cả nhà. Tờ này biết không cô? Không. Không biết. Tờ này cô có biết không? Không. Tờ 100 ngàn không biết luôn cả nhà. Đưa cô tờ 50 tụi cô có biết. Tờ 50 cô có biết không? Biết. Biết. Tờ 50 thì biết. Biết. Tờ 20 cô biết không? Tờ này có biết không? Biết. Bao nhiêu đây? 50. Tờ này nè. 50. 20. 20 đúng rồi. Tờ này bao nhiêu? 50. 50 đúng rồi. Rồi tờ này? 10 ngàn. Đúng rồi. Tờ này? 10 ngàn. Tờ này nè. 5 ngàn. Dạ đúng rồi. Tờ này? 100. Đúng rồi. 100. Tờ này? 200. 200 đúng rồi. Tờ này? 600. 600. 600. 600. 600. Đúng luôn. Tờ 600 cả nhà. Tờ đây 600 nha cả nhà nha. Chắc là cô không biết tờ này. Thì Đưa Chân Lên Thang gom tiền lẻ bao nhiêu thì Đưa Chân Lên Thang sẽ hỗ trợ cho cô. Lần sau Đưa Chân Lên Thang sẽ quay trở lại để Đưa Chân Lên Thang xem trong ngôi nhà của cô thiếu cái gì. Đưa Chân Lên Thang thấy là cô thiếu mùng nè, thiếu mền nè, thiếu thau bạc giặt đồ nè, thiếu những cái xô mới nè, cái xô này là hư hết rồi. Chén bát thì còn. Rồi mua cho cô mấy bộ đồ mới nè, rồi mua cho cô dép nè, nón nè. Đấy cô đổi cái này đắt hết trơn rồi. Cái này cô xài được bao nhiêu năm rồi cô? 3 năm. 3 năm rồi.
Nói gì cũng 3 năm hết cả nhà. Rồi Đức Chương Lan Thang xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Mong rằng cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và khán giả xem tập video hoàn cảnh của cô sẽ hài lòng. Cô Trần Lê Thanh ở Mỹ 100.000, cô Tư ở Lâm Đồng 100.000, Mạnh Thường Quân Cây Đê Trần ở Mỹ 100.000, Mạnh Thường Quân gia đình 100.000, cô Lê Thị Minh Nghiệt 100.000, cô giấu tên ở bên Canada 100.000, chú Quỳnh Tôm 100.000. Xin phép chú Quỳnh Tôm, cái quỹ của chú là còn đúng 100.000 luôn. Hôm nay con sẽ giải ngân tập video hoàn cảnh của cô. Thì mong rằng chú xem video thì thời gian qua mong rằng chú hài lòng. Con cũng xin chúc cho chú và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Quỹ của chú đã hết rồi. Mong rằng chú sẽ liên hệ lại sớm với con để đồng hành cùng với con, giúp đỡ cho bà con người đồng bào miền núi. Chị Lê Thị Hồng Hoa ở Na Uy 100.000, cô Hương Ngô và Mạnh Thường Quân kính nghiễn 100.000, chú Lê Bá Nghĩa ở California 100.000, ông bà Úc Dư Ga ở Dĩ An 100.000, chị Phương Thảo ở Long An 100.000, cô Phước Lành ở Mỹ 100.000, gia đình cô Tước ở Bình Dương 100.000, Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Bé 100.000, Mạnh Thường Quân Trần Thị Nga 100.000, Mạnh Thường Quân Đặng Thanh Lân ở Mỹ 100.000, Đặng Thanh Lân nha cả nhà, Mạnh Thường Quân Kim Đặng và Mạnh Thường Quân Kỳ Hào 100.000, nhóm anh chị ở Đức Hòa Long An 2 triệu. Tại vì cái quỹ của cô chú anh chị, nhóm của anh chị ở Đức Hòa Long An là anh chị yêu cầu là mỗi hoàn cảnh là sẽ tặng cho 2 triệu, mỗi hoàn cảnh là 2 triệu. Chị Mai ở Mỹ 500.000, chị Mai cũng muốn rằng là tặng cho mỗi hoàn cảnh là 500.000, thì Đức Chương Lê Thang sẽ tổng kết lại số tiền nha. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu 4, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6, 1 triệu 7, 1 triệu 8, cộng thêm 2 triệu của nhóm anh chị Đức Hòa Long An, 2 triệu, 1 triệu 8 là 3 triệu 8, 3 triệu 8 cộng 500 là cộng 500 là thành 4 triệu 3. Tổng phần quà của cô tặng cho cô là 4 triệu 3. 4 triệu 3 thì lúc nãy tôi trên Lên Thang có gửi tặng cho cô ở dưới kia là một phần quà, cô mà đẩy chiếc xe đạp á cả nhà. Một phần quà là 800.000 với lại 1 ký thịt heo là 900, 900 với lại 1 triệu là 1 triệu 9. Thì Đôi Chân Lê Thang cũng muốn là cộng vào cái quỹ này luôn. Thì 4 triệu 3, 4 triệu 3 Đôi Chân Lê Thang sẽ trừ ra 1 triệu 9 là còn bao nhiêu. Là mình trừ cái phần quà này ra nữa thì tặng cho cô là bao nhiêu. Rồi còn tập tiếp video tiếp theo thì đến hướng đến hoàn tặng của cô thì Đôi Chân Lê Thang sẽ mua mình mùng mòn chiếu gói rồi những cái vật dụng rồi lên tặng cho cô thêm. 4 triệu 3. Lấy máy tính tính cho nhanh cả nhà. 4 triệu 300 ngàn trừ 1 triệu 900 ngàn là còn 2 triệu 4. Mình trừ thêm phần quà này là 800 ngàn. Có 2 ký cá khô nè, với lại thịt heo nè. Phần quà 720 với lại 1 ký cá tôm khô đây là 820 với lại ký cá hố này là 80 với lại cái này 100 nên là 900. Là 900 ngàn nè. Trừ thêm 900 ngàn. Còn lại 1 triệu 500 ngàn cả nhà. 1 triệu 500 ngàn gửi tặng cho hoàn cảnh của cô. Trước mắt thì mình tặng cho cô 1 triệu 500 ngàn với lại những phần quà với lại đèn năng lượng của cô Tư của mình chưa. Bên trên lang thang sẽ đưa tiền lẻ cho cô nha. Để cho cô dễ xài. Hôm nay Đôi Chân Lê Thang cũng đổi tiền lẻ mà đổi không được bao nhiêu cả nhà. Tại mình đi rút tiền á, những cái cây ATM á, đôi lúc thì có tiền lẻ, đôi lúc thì không có tiền lẻ cả nhà. Là cô biết tờ 200 đổ xuống rồi, Đôi Chân Lê Thang sẽ đưa cho cô. Rồi đây là tờ 200 cho cô nha. Dạ. Chính xác không? Dạ. Là cô mua đồ là cô nói người ta là nhớ là thối lại cho cô nha. Dạ. Là cô cầm đây, một tờ 200 nè. Hai tờ 200. Ba tờ 200. Rồi đưa tờ 100 đi cho dễ xài. 3 tờ 200 là 600 rồi. 2 tờ 200 nữa là 800 nè. 2 tờ 200 nữa là 1 triệu nè. 2 tờ 50 là 1 triệu 1 nè. 1 triệu 1 rồi. 1 tờ 50 nè. Là 1 triệu 150 ngàn nè. 2 tờ 20 nữa nè. Là 1 triệu 2 nè. Triệu 2 nè, hết tiền lẻ đâu cả nhà. Một tờ 100 nữa là 1 triệu 3 nè. Triệu 3 đưa tiền lẻ cho cô dễ xài nha cả nhà. 2 tờ 10 ngàn. 4 5 không đủ cả nhà ơi.
không đủ rồi, là đưa cho cô tờ 200 luôn là đủ nè, 1,5 triệu. Rồi cô đếm lại đây, cô biết đếm tiền không? Dạ. Biết đếm không? Dạ. Cô đếm đi, đếm lại đủ phải đủ 1,5 triệu không? Cô đếm đi, đếm đi, đếm đếm lớn lên, 200, 300, cô đếm đi. Cả nhà, được chứ, nên anh xin phép nói nhìn cô khờ khờ sao cả nhà, thấy tội lắm cả nhà ơi. Để con đếm cho cô nha, để cô xem, bà cho cô chú anh chị mình thường quân xem nè, và khán giả xem. Rồi 200 nè, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, đã 1,5 triệu. Rồi cô cắt lấy cái gì cắt vô, túi đâu? Có dây thun cột lại không? Lấy dây thun cột lại để bay mất. Có bóp không? Cô có cái bóp không? Không có bóp hả? Có cái bị không? Cái bị cột, bỏ vô cột lại để rớt mất. Đi theo cô, thưa cô lấy cái gì? Thương quá này. Cô đi tìm cái bị. Cô tìm cọng thun hả? Không. Thôi cô cầm đi, tí nữa rồi cột vô, cầm cho chắc nha, đỡ rớt mất nha. Dạ. Số tiền lớn lắm á nha. Dạ. Đi nhặt phân bò là phải nhặt cả năm rồi mới được số tiền đó đó. Dạ. Mà đi chặt củi thì cũng cả năm luôn á mới được á. Dạ. Rồi con ngồi đây đi nha. Dạ. Rồi con sẽ hỗ trợ cho cô là bắt đèn năng lượng nha. Dạ. Cô vui không? Vui. Rồi cô gửi lời cảm ơn ơi, gửi lời cảm ơn đến Mạnh Thường Quân giùm con ơi. Cảm ơn. Đây mà cảm ơn mình đây. Cảm ơn. Cảm ơn sao? Vỗ tay đi thay lời cảm ơn. Vỗ tay đi, vỗ mạnh lên. Thấy thương chưa? Cả nhà, đưa chân lên thang á, hỗ trợ cho cô á, bắt cái đèn năng lượng lên trên nhà của cô rồi. Cái tấm pin á thì bắt ở trên mái tôn nha cả nhà. Còn cái đèn á thì bắt ngay cái chắn giữa nhà. Tại vì cô ngủ ở đây thì cái đường ra vô á, khi mà trời mưa á, hoặc là ban đêm cô đi á, đi vệ sinh á thì có cái ánh sáng. Bắt chỗ này là hợp lý nhất cả nhà. Một lần nữa là hướng dẫn cho cô là nút mở, nút tắt. Đã, nha. Đã. Chiều á rồi tối á là cô bấm cái nút này. Khi nào mà ngủ á tắt cái nút này. Đây con bấm lại một lần nữa cho cô xem nha, nhìn con nè. Mở, sáng chưa? Dạ. Mừng chưa? Mừng. Tắt nè, rồi cô thao tác lại một lần nữa đi. Mở, mở ở trên. Đúng rồi, tắt. Dạ, cái đèn nháy nháy đây là ánh nắng mặt trời á, là rọi xuống cái tấm pin ở trên mái nhà. Là sẽ tích hợp cái điện là trong cái tấm pin đó. Dạ. Đây cô nha. Dạ. Vậy là vui mừng rồi ha. Vâng. À, cả nhà đưa trên lên thang xin thay mặt cho hoàn cảnh của cô. Cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô. À, con cũng không biết nói gì hơn, xin chúc cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến cô Tư ở Bình Dương đã tặng ánh sáng cho bà con nghèo đồng bào miền núi. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ đi chân lên thang trên con đường thiện nguyện. Cả nhà xem hoàn cảnh của cô, cả nhà có cảm nhận, cảm nghĩ gì xin hãy bình luận góp ý để cho đi chân lên thang học hỏi cho cả nhà. Hôm nay hoàn cảnh của cô đi chân lên thang giải ngân cái số tiền bao nhiêu đó của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân có hài lòng hay không? Của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hiểu và thông cảm. Có thể là tập video sau đi chân lên thang sẽ quay trở lại mua tặng cho cô những cái món đồ cần thiết. Thôi con về nha cô nha. Dạ. Chúc cho cô có thật là nhiều sức khỏe nha. Một lần nữa vỗ tay cảm ơn Mạnh Thường Quân nè, vỗ tay mạnh lên. Dạ, cảm ơn cô nha, cảm ơn cô đã chia sẻ cái hoàn cảnh của mình. Và cả nhà xem video yêu mến Đưa Chân Lên Thang có thể là bấm cho Đưa Chân Lên Thang một lượt đăng ký nha cả nhà. À, để cho Đưa Chân Lên Thang có thêm cái động lực để leo núi nè, rồi mình có thêm cái sức mạnh để mang vác những cái món quà tình thương để tặng cho bà con. À, cả nhà yêu mến Đưa Chân Lên Thang cũng đừng quên mua các khô ủng hộ Đưa Chân Lên Thang nha cả nhà. Đưa Chân Lên Thang có đặt thuốc người đồng bào rất lay, họ chia sẻ một bài thuốc xương khớp. À, cả nhà xem cô chú chị nào bị xương khớp có thể liên hệ với Đức Chân Lên Thang. Đức Chân Lên Thang sẽ chia sẻ cho cả nhà mình mỗi người ít liều cho một cả nhà mình uống dùng thử để xem cơ địa của mình có hợp thuốc hay không. À, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cô chú chị quan tâm về cái thuốc xương khớp thì có thể là liên hệ qua số điện thoại 0896420742.
Đôi Chân Lang Thang sẽ hướng dẫn và chia sẻ đến cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình. Hẹn cả nhà mình những tập video mới. Bye bye.